Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Liên đoàn Lao động huyện Tân Lạc đã tổ chức trao tặng 20 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của công ty xuất nhập khẩu Sung In Vina Việt Hàn và công ty cổ phần đầu tư Kim Đạt Việt. Trị giá mỗi suất quà là 500.000 đồng. Để thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã gửi lời thăm hỏi, lời chúc Tết đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, mong muốn các đồng chí công nhân nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hăng say lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, năng suất lao động để có thu nhập cao, góp phần cải thiện đời sống. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 này, ngoài phần quà kể trên, Liên đoàn Lao động huyện đã trao tặng 76 phần quà Tết với tổng trị giá 27 triệu đồng cho cán bộ viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện đã trao tặng 3 suất quà cho đoàn viên khó khăn của công ty Sung In Vina. Đây là những món quà có ý nghĩa tinh thần to lớn, thể hiện tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm của tổ chức công đoàn các cấp, các ngành đối với công nhân viên chức, người lao động khó khăn trong cuộc sống để chuẩn bị một Tết Nguyên đán sum vầy, đầm ấm, không ai bị bỏ lại phía sau.